Thưa quý vị, năm học 2022-2023 đã cận kề, nhưng nhiều trường học trên địa bàn thành phố vẫn còn thiếu giáo viên. Điều này gây không ít khó khăn cho trường học trong việc tổ chức dạy học, đặc biệt là trong việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năm học mới sắp bắt đầu, nhưng trường tiểu học số 1 Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang vẫn đang thiếu 8 giáo viên. Trong thời gian chờ thi tuyển, nhà trường đã chủ động hợp đồng giáo viên như những năm học trước để đảm bảo đủ giáo viên cho việc dạy học. Việc giáo viên chưa được phân bổ về kịp ngay trước đầu năm học gây không ít khó khăn cho các trường học. Về cái vấn đề về giáo viên, về nguồn lực thì hiện nay là cũng là một cái khó khăn đối với nhà trường. Hiện nay là trường tiểu học số 1 Hòa Nhơn là đang thiếu 8 giáo viên. Tuy nhiên thì nhà trường cũng linh động là hợp đồng được 8 giáo viên để chuẩn bị cho cái việc giảng dạy cho năm học 2022-2023. Năm học 2022-2023, toàn ngành đề nghị tăng 659 chỉ tiêu số lượng người làm việc, trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị tăng 34 chỉ tiêu, Ủy ban Nhân dân cấp quận huyện đề nghị tăng 625 chỉ tiêu. Đến nay, Ủy ban Nhân dân các quận huyện đã bố trí giáo viên cho các trường căn cứ vào thống kê đề xuất. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường chưa đủ giáo viên. Số lượng giáo viên thì thực sự đây là cái khó chung của rất là nhiều nhà trường. Năm học này thì trường chúng tôi đang thiếu 5 giáo viên so với chỉ tiêu giao. Và hiện tại thì chúng tôi được cho phép là hợp đồng các giáo viên để có thể đảm bảo đủ số lượng giáo viên cho năm học tới trong lúc chờ tuyển dụng ở trên. Ở bậc trung học phổ thông, lớp 10 là lớp đầu tiên thực hiện dạy và học theo chương trình mới, sách giáo khoa mới. Tình trạng thiếu giáo viên, thiếu cơ sở vật chất để dạy những bộ môn mới như âm nhạc, mỹ thuật là khó khăn chung của các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố hiện nay. Nhiều trường trung học phổ thông lớn của thành phố với số lượng tuyển sinh lên đến hơn 1.000 học sinh mỗi năm vẫn không có giáo viên cho các môn học này. Về các nhóm mỹ thuật và nhóm công nghệ và mỹ thuật thì nhà trường chỉ có đủ điều kiện cho hai bộ môn là tin học và công nghệ, còn các môn mỹ thuật thì nhà trường không có giáo viên. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, đối với biên chế đội ngũ giáo viên ở 7 quận huyện, Sở Nội vụ đã có quyết định giao số lượng người làm việc năm học 2022-2023 là 10.794 người, tăng 120 chỉ tiêu so với năm học 2021-2022. Hiện Sở và Ủy ban Nhân dân các quận huyện đang rà soát lại số lượng chỉ tiêu, số lượng người làm việc và nhu cầu tuyển dụng giáo viên ở từng môn học tại các trường học trực thuộc, tổng hợp xây dựng kế hoạch, báo cáo Sở Nội vụ thẩm định phê duyệt để tổ chức tuyển dụng.